Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn là những chiếc Honda Vision sản xuất năm 2022. Và sau cái thời gian giá xe Vision tăng cao đỉnh điểm là ở tháng 6 ấy, thì sang cuối tháng 7 này mình bắt đầu thấy cái giá Vision bắt đầu có cái dấu hiệu giảm nhiệt nhẹ. Tuy là nói là giảm thôi nhưng mà nó vẫn cao hơn so với cái thời gian trước rất là nhiều các bạn. Đây thì mình có ba cái phiên bản Vision. Cái chiếc màu xanh như trước mặt các bạn này là phiên bản đặc biệt nhé các bạn nhé. Còn cái chiếc màu đỏ bên này ấy, thì nó là phiên bản cao cấp các bạn ạ. Còn cái chiếc mà đắt nhất ấy, thì nó là phiên bản cá tính này các bạn ạ. Thì ở video này thì mình sẽ báo giá cho các bạn ở cái thời điểm hiện tại. Cụ thể là tháng 7 năm 2022 thì mình quay sơ qua cho các bạn các cái phiên bản đấy và chia sẻ với các bạn các cái điểm khác biệt giữa các phiên bản của Vision 2022 nhé. Cụ thể là ở cuối tháng 7 năm 2022, chiếc cá tính này, chiếc đắt tiền nhất đang có giá là 49 triệu đồng, chưa tính tiền biển, tiền đăng ký và tiền thuế nhé các bạn nhé. Đấy là nó còn giảm rồi đấy các bạn ạ. Đây, mình có quay một cái video cách đây một tháng và rất là nhiều người đã bình luận và có những cái ý kiến rất là bức xúc các bạn. Các bạn cùng xem qua nhé. Vision cá tính, động cơ ESB thường 110 phân khối, không trang bị hệ thống phanh ABS, không trang bị hệ thống đèn LED, không có hệ thống cảnh báo chống trộm, không có đèn ổ khóa, không có đồng hồ đo quãng đường, không có thời gian, không có đèn báo dầu, không trang bị hệ thống làm mát bằng dung dịch, chưa có cổng sạc chuyển đổi USB, 52 triệu chưa tính tiền đăng ký. Chiếc màu xanh bên ngoài cùng này là phiên bản đặc biệt các bạn. Phiên bản đặc biệt thì đang có giá là 47 triệu đồng. Còn cái màu đỏ giữa này này và phiên bản cao cấp thì đang có giá là 45 triệu đồng các bạn ạ. Thì theo cái dự đoán của một số anh em ở trong cộng đồng ấy, người ta cũng bảo là sang tháng 8 này xe nó sẽ về và nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nên là bạn nào mua thì cứ bình tĩnh lại nhá. Honda Vision thì nó còn một cái phiên bản nữa cơ các bạn ạ, là cái phiên bản tiêu chuẩn, thì là tức là cái phiên bản sử dụng khóa chìa ấy. Nhưng mà ở đây tạm thời đang hết nên mình không quay cho các bạn được. Thì nó là phiên bản đấy là màu trắng nhé các bạn nhé. Và thay vì là sử dụng khóa Smart Key thì nó là trang bị khóa chìa. Thì cái phiên bản đấy cũng là phiên bản rẻ tiền nhất nhưng mà hiện tại cửa hàng mình đang hết rồi các bạn ạ. Tất cả các cái phiên bản Vision đấy các bạn ạ, thì nó đều sử dụng động cơ 110 phân khối các bạn ạ. Nói tóm lại ấy, là cái về cái phần động cơ và cái phần công nghệ của khung gầm thân vỏ ấy, thì nó đều như nhau các bạn nhé. Thì như lúc nãy mình có chia sẻ là cái phiên bản tiêu chuẩn thì thay vì nó sử dụng khóa Smart Key thì là nó sử dụng khóa chìa các bạn ạ. Và cái phiên bản đấy thì nó sẽ không có cái đầu tẩu cổng sạc ở trong cốp như thế này các bạn ạ. Đấy, bình thường như các cái phiên bản cao cấp như đặc biệt với cả tính thì nó sẽ có cái đầu tẩu cổng sạc ở trong cốp này các bạn này. Đấy, thế còn phiên bản tiêu chuẩn thì nó không có và nó sử dụng khóa chìa nhé các bạn nhé. Với cả một số cái chi tiết nhỏ như ví dụ như nó sẽ không có cái giải đèn trang trí ở phía trước như này các bạn ạ. Để mình quay qua cho các bạn xem cái phiên bản cao cấp màu đỏ này nhá. Cái phiên bản cao cấp này thì nó còn một màu nữa là màu xanh nữa các bạn ạ. Ngoài cái màu đỏ trước mặt các bạn nhá. Các bạn nhìn nhá. Bọn này là vẫn sử dụng bóng đèn halogen, bóng đèn sửa đốt nhá các bạn nhá. Đây là phanh của nó vẫn là sử dụng phanh thủy lực nhưng mà chưa được trang bị hệ thống phanh ABS. Chưa một phiên bản Vision nào được trang bị hệ thống phanh ABS cả. Chỉ có phanh trước của nó là phanh thủy lực thôi các bạn ạ. Đây là xi nhan hai bên. Đấy các bạn ạ. Đây mình quay cho các bạn nhé, vành và giảm sóc trước của phiên bản cao cấp này vẫn chỉ là màu bạc thôi, màu sơn bạc đấy các bạn, sơn nhũ bạc đấy. Đấy, còn mình quay cho các bạn hai bên nhé. Đây, cánh yếm thì không có tem các bạn ạ, đây là xi nhan của nó nhé. Đấy, mình quay xuống thấp để cho các bạn xem. Những cái phần để chân này này, hay những cái mình gọi là tạm nó là nội thất nhé, thì nó là màu nâu các bạn ạ, ở phiên bản cao cấp thì nó là màu nâu. Đấy, ví dụ như móc treo đồ hay là yên thì nó là màu nâu. Đấy, tay dắt hay là ốp bửng côn thì vẫn là sơn bạc hết các bạn, sơn màu nhũ hay sơn màu trắng đây này, này đó các bạn, mình quay cho bạn xem. Đằng phía sau thì chỉ có một giảm sóc thôi các bạn ạ, cụm đèn hậu phía sau đây các bạn ạ. Đây là phần đuôi nhé, phần chắn bù đằng sau, mình quay nó ngược sáng nên là ánh sáng nó không được thật lắm các bạn. Đây nó sẽ có một giảm sóc ở một bên thôi, còn một bên thì nó sẽ trống như này. Đây là phần bô của nó và Vision nhé các bạn ơi. Vision là chỉ có làm mát bằng gió đây nhé, làm mát bằng gió chứ không có làm mát bằng dung dịch đâu. Nhiều bạn cứ lầm tưởng nó làm mát bằng dung dịch nhưng chưa được trang bị làm mát bằng dung dịch đâu. Bên sườn hai bên thì nó sẽ có chữ Vision màu bạc tem nổi dán ở đây nhé, cả hai bên đều có nhé các bạn nhé. Đây là cái để chân này các bạn này. Đấy các bạn ạ, đó thì là cái để chân nhé. Đây còn phần cánh yếm thì nó chỉ là một màu sơn màu đỏ thôi, ví dụ như là đây là phiên bản màu đỏ thì nó sơn màu đỏ. Còn chỗ này sẽ là chỗ đổ xăng các bạn ạ. Đây chỗ đổ xăng đây, về thể tích bình xăng của bọn này thì là 4,9 lít nhé các bạn nhé. Đây nó sẽ có chỗ lắp để bình xăng ở đây, trong này thì sẽ có mấy cái dụng cụ đấy. Đây cốp của nó đây các bạn, cốp của nó thì là một cái phần nửa cốp này thôi, nó sẽ không rộng như xe lít và e-blade các bạn nhé. Thì như lúc nãy mình chia sẻ là đây là cái phần cổng sạc ở đây thì các bạn vẫn phải mua một cái tàu chuyển đổi ở cổng USB các bạn. Đây mặt đồng hồ của nó thì như thế này và nó sử dụng khóa Smart Key. Đấy các bạn, đây chúng ta sẽ ấn mở cốp vào đây nhé. Đấy cái khóa bên này, cái đèn đây nó sẽ có một cái hộp đựng đồ nhỏ bên này nhé các bạn nhé.
Đây, các bạn muốn mở thì các bạn ấn vào đây nhảy nó bật ra. Thì các bạn sẽ có thể để những cái vật dụng nhỏ như khẩu trang này, kính tiếp này, thuốc ở trong này. Đây là cái bộ chìa khóa smart key của nó các bạn ạ. Và bộ chìa khóa smart key của nó chỉ có hai phím thôi. Phím chức năng là một là chìa khóa để chúng ta mở khóa, hai là tìm xe thôi các bạn. Sẽ không có chức năng cảnh báo chống trộm nhé các bạn. Không có chức năng cảnh báo chống trộm. Cho nên là vì sao, vì trước mình đã quay một cái video mà cái xe quá là đắt, cái chức năng thì quá ít. Còn đây là phiên bản đặc biệt các bạn, đặc biệt thì chỉ có mỗi thằng màu xanh này thôi. Đây tiện mình quay luôn ở phía này. Đây các bạn nhé, nhìn động cơ nó vẫn là động cơ EB cộng. À vẫn là động cơ EB thường nhé. Mình xin lỗi các bạn, vẫn là động cơ 110 phân khối EB thường. Đấy, thì vẫn là một giảm sóc. Nhưng mà bọn này thì là vành này, hay là bửa côn này, hay là phần tay dắt thì nó sẽ được sơn màu đen nhám nhé các bạn nhé. Đen sần đấy, nhiều bạn gọi là đen sần đấy các bạn. Đây, để mình quay cho các bạn. Bên này thì cái màu sơn nhựa của nó cũng là màu sơn nhám các bạn ạ. Các bạn ơi, đây mình quay cho các bạn xem cái phiên bản cao cấp nhé. Nó là màu sơn bóng các bạn ạ. Đấy, còn bên này sẽ là cái phần nhựa màu, sẽ là phần sơn nhám các bạn ạ. Sơn sần đấy các bạn. Chữ Vision thì sẽ là chuyển thay về chữ màu bạc thì sẽ là chữ màu vàng như thế này các bạn ạ. Còn lại thì y hệt như thế, cụm đèn hậu nhé các bạn nhá. Đây, đây phần chắn phía sau, phần bùn phía sau, tay dắt cũng được sơn màu nhám, yên chuyển sang màu đen. Mấy cái chỉ hoa văn này thì mình không nói làm gì rồi. Đấy, cốp xe y xì như thế. Đây là chỗ đầu xăng, đây là cốp xe, đây là đầu tàu để các bạn cắm sạc. Đấy, vẫn như thế thôi, không có khác một cái gì hết, chỉ khác mỗi cái màu sơn thôi nhá các bạn nhá. Đây phần bên cánh bên phải này cũng thế, chữ Vision. Để chân này, làm mát bằng gió này, Oppo này, vẫn thế các bạn nhá, không khác một cái gì. Phần nội thất này, phần chỗ để chân này nào, nó sẽ là màu đen các bạn. Đó, nó sẽ là màu đen thay vì màu nâu như phiên bản cao cấp. Vẫn sử dụng hệ thống smart key, vẫn y hệt như thế. Đây mặt đồng hồ như thế. Và chắc chắn là các bạn biết rồi, dòng Honda 2020 trở đi đã không có công tắc tắt đèn rồi. Đây, chìa khóa y xì như thế nhé các bạn nhé. Cốp để đồ phía trước như thế. Đây, mình quay phần phía trước cho các bạn nhé. Đây, đây là phanh trước, vẫn là hệ thống phanh thủy lực, không có ABS. Đèn bóng đèn chiếu sáng là bóng đèn sợi đốt halogen. Đấy, xi nhan này. Ở đây nó sẽ có hai cái giải đèn led nha. Tí nữa mình sẽ mở cái xe kia cho các bạn xem. Xe này mình chưa lắp ắc quy. Cái phần mặt nạ này thì nó sẽ là một cái miếng màu đen, màu sơn bóng và có chữ Honda dán ở đây. Chữ tem dán thôi, không phải tem nổi nha các bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem cái bánh trước thì cái giảm sóc và cái bánh trước cũng sơn màu đen. Cái cụm phanh này thì màu vàng đồng nhé các bạn nhé. Chưa có hệ thống phanh ABS nhé. Và lượng tiêu thụ nhiên liệu của bọn Vision này này, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt là 1,88 lít trên 100 km nhé các bạn nhé. Đây các bạn xem, mình quay gần cho các bạn xem. Đấy, thì bọn Vision này thì nó cũng có cái chức năng khóa bánh sau. Các bạn nhìn thấy có một cái thanh sắt cài ở đây nha. Chúng ta sẽ bóp chặt cái tay phanh này, sau đó chúng ta sẽ gạt cái cần này lên để khóa cái bánh sau lại. Đấy các bạn nhìn xem bánh sau sẽ không quay được. Đấy các bạn, đấy các bạn thấy không? Còn các bạn muốn nhả phanh ra thì các bạn lại bóp một cái nó bật ra thôi. Đấy là bánh sau lại quay lại bình thường. Thì cái đấy là xin chia sẻ thêm cho bạn nào chưa biết về cái chức năng khóa bánh sau đấy nhé các bạn nhé. Cuối cùng là phiên bản cá tính các bạn ạ. Phiên bản cá tính mình quay cuối cùng là mình chia sẻ với các bạn là cái về phần khung ấy, phần động cơ ấy, về công nghệ smart key hay là đèn đóm các thứ nó y xì. Nhưng có một cái điểm mà nó khác là thằng Vision này các bạn hiểu đơn giản, nôm na là nó cao hơn những thằng phiên bản này. Đây cụ thể nhá, cái chiều cao của thằng hai tất cả các phiên bản Vision còn lại là cái chiều cao yên của nó này, chiều cao yên tới mặt đất này này các bạn này thì là 761 mm. Còn thằng cá tính này nó cao hơn rất nhiều, 785 mm. Các bạn nghĩ nó chỉ là một con số chênh nhau mm khá là ít thôi, nhưng mà một thằng là cá tính này là 785 mm, còn thằng kia là 761, nhưng mà nó cao hơn rất nhiều các bạn. Đây các bạn nhìn mình quay qua điện thoại này, trông thì các bạn thấy cái form nó giống nhau thôi, cái kiểu dáng nó giống hệt nhau mà, tất cả kiểu dáng giống hệt nhau, nhưng mà cái yên của cái chiều cao của thằng Vision này nó cao hơn rất nhiều. Nên là bạn nào mà mua mình cứ khuyên các bạn đến ngồi thử thoải mái. Còn thằng Vision cá tính thì nó còn được gọi một cái tên gọi khác là Vision Nam mà. Đấy, thì nó cao hơn. Thì nó cao hơn nhưng mà tất cả về mặt động cơ các bạn nhìn này. Động cơ vẫn là động cơ 110 phân khối. Động cơ bình thường thôi, chứ không phải động cơ FE cộng nhá. Đây, khóa smart key của nó vẫn là khóa smart key y hệt như thế các bạn ạ. Đây, mình bỏ ra cho các bạn xem. Một phím để chúng ta mở khóa, một phím là tìm xe. Tìm xe thì các bạn bấm rồi, biết rồi. Cứ bấm là còi sẽ kêu và đèn sẽ sáng thôi. Chứ nó không có cái gì chống trộm chống chết này, không, chưa được trang bị chống trộm các bạn nhé. Đèn này vẫn bóng đèn sợi đốt này các bạn này. Đấy, đây để mình mở khóa cho. Lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn là bọn này nó có cái giải đèn trang trí ở dưới này một chút, hai cái giải đèn trang trí khi các bạn mở lên. Chỉ có phiên bản chìa khóa thường nó không có thôi, còn đâu tất cả các phiên bản này nó đều có nhé. Đèn đóm y xì như nhau các bạn này. Đây phanh cũng có phanh khóa bên sau nhé. Đây phanh trước đây vẫn phanh vào của nó là phanh trước thủy lực và chưa trang bị hệ thống phanh ABS các bạn nhé. Có một cái điểm khác nữa là mình muốn chia sẻ với các bạn là cái vành này nó khác này. Các bạn nhìn thấy cái nan vành không? Đây để mình quay cho các bạn xem.
Thì cái vành trước của nó vẫn là cái giảm sóc trước vẫn là sơn đen và vành trước làn đen nhé các bạn nhé, cũng phanh nhìn màu đỏ, thêm một cái điểm nhấn nho nhỏ thôi chứ nó không phải gì ghê gớm cả. Cái van trước của nó là 1, 2, 3, 4, 5 cái lan các bạn thấy không, còn thằng những thằng Vision còn lại thì cái lan trông nó nhiều lan hơn, nó dày lan hơn đây các bạn nhìn này, và nó uốn như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái lan các bạn. Thực tế nhá các bạn nhá, thằng Vision cá tính này nó cao hơn là nhờ cái bánh trước này của nó to hơn, bánh trước vành trước này của nó to hơn và nó cả giảm sóc nó cao hơn các bạn, nên là cái thằng Vision nó cao hơn các bạn nhé. Chỉ có mỗi cái điểm đấy là nó cao hơn thôi, tức là vành trước và giảm sóc trước nhé các bạn nhé. Cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của thằng cá tính này cũng ít hơn một chút thôi, là 1,83 lít trên 100 km so với 1,88 lít trên 100 km so với những phiên bản Vision còn lại các bạn ạ. Vision cá tính này thì nó sẽ có hai màu sắc, màu xanh như trước mặt các bạn này và màu đen nữa các bạn ạ. Thì cái màu sơn của nó cũng là màu sơn sần, màu sơn nhám nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, màu sơn nhám. Mặt nạ của nó thì cái tem chữ Honda nó sẽ màu đỏ các bạn ạ. Đây, còn đầu đèn đó mình y hệt như nhá. Đây mình bảo lên các bạn, mình xi nhan cho các bạn xem cái xi nhan. Đấy, đây có hai cái dải đèn trang trí ở đây. Con này thì chưa đổ xăng nên mình chưa đổ máy cho các bạn được. À bên các cái hông của nó, các cái cánh yếm của nó sẽ có chữ Spiritual Engine. Thế các bạn, chả có cái gì nó quá ghê gớm à. Cái phần để chân này thì nó sẽ là màu đen nhé các bạn nhé. Đây, phần đằng sau thì cái tem Vision này nó sẽ kiểu dạng như màu đen các bạn ạ. Các bạn mình quay camera nha, qua camera không biết các bạn nhìn rõ không, thì nó kiểu dạng một màu đen ấy, vẫn là chữ Vision tem nổi. Và đây sẽ có một cái tem đen đen nó dán dọc theo nhỉ. Các bạn không thích các bạn hoàn toàn có thể bóc ra các bạn ạ. Vẫn là làm mát bằng gió thôi. Đây là Oppo. Đây, đây phần tay sắt của nó thì vẫn là sơn đen nhé các bạn, sơn đen sần. Đây phần cụm đèn hậu phía sau đây các bạn, đây là đèn hậu. Đây để mình mở một cái đèn nữa gọi là đèn phanh. Khi các bạn bóp phanh thì nó sẽ sáng một cái đèn nữa nhé. Đây là xi nhan. Đấy, đây để mình bóp phanh. Các bạn nhìn này. Đấy, đấy nó gọi là đèn phanh các bạn ạ. Đây phía đằng sau vẫn thế. Đây cái vành đằng sau thì lan của nó vẫn là 5 lan các bạn, nhưng mà bánh nó bé như kiểu là bánh sau là nó vẫn bé như các cái phiên bản khác thôi. Chỉ có bánh đằng trước là nó to hơn thôi các bạn. Cái này nó có thêm một điểm nhấn nữa là thay vì giảm sóc màu đen như bọn kia thì giảm sóc sau của thằng này là đỏ các bạn ạ. Thêm cái điểm nhấn thôi. Còn đâu vẫn là vành sau là sơn màu đen, được côn sơn màu đen các bạn. Đấy bên này thì cũng thế các bạn nhé. Tem Vision nó có màu đen là cái nhãn dán đây. Còn để chân này vẫn thế. Chân chống cạnh này. Bọn chân chấn của những dòng Vision này nó sẽ có cái công tắc ở chân chống này các bạn ạ. Khi mà muốn nổ máy thì các bạn phải gạt chân chống các bạn mới nổ máy thì các bạn nhé. Đây cốp của nó vẫn thế. Dung tích bình xăng vẫn thế. Cốp vẫn thế, đi xỉ chả khác cái gì các bạn ạ. Thế mà hồi trước mà nó bán nhức người luôn các bạn. Đây phía trước vẫn thế các bạn, vẫn có cái hốc để đồ ở đây. Đấy còn mặt đồng hồ của nó đây các bạn này. Đây là còi này, công tắc xi nhan này. Đấy, pha cốt này. Đây là công tắc dừng xe tắt máy này các bạn này. Đấy, mặt đồng hồ này. Mặt đồng hồ này của nó thì có mỗi cái mặt đồng hồ LCD bé tí ở đây. Chỉ có hiển thị mỗi công tơ mét thôi các bạn. Cái đồng hồ xăng, tức là lượng xăng còn lại trong bình đấy các bạn. Đấy. Chứ còn nó cũng chả có cái gì ở đây, không có giờ, không có báo quãng đường đo tạm thời, không có báo dầu các bạn. Khóa thì mình lúc nãy mình có chia sẻ thì nó vẫn sử dụng khóa smart key bình thường thôi. Không có gì ghê gớm mà cũng không có cái đèn ở khóa luôn nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà mở khóa các bạn nhìn mình này. Đấy, không có đèn ở ổ khóa này luôn. Đây là nút để mở cốp các bạn ạ. Đó là những cái chia sẻ của mình về các cái phiên bản Vision và các cái giá bán hiện tại. Các bạn có thể tạm hiểu nôm na đơn giản nó như này. Phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản sử dụng chìa khóa thường, vẫn là chìa khóa cắm ổ sau mở các bạn ạ. Phiên bản cao cấp thì là có thêm một trang bị khóa smart key các bạn nhé. Còn phiên bản đặc biệt ấy, thì nó chỉ là vành, nó sơn đen, màu sơn là sơn nhám các bạn nhé. Còn phiên bản cá tính các bạn hiểu đơn giản là nó cao hơn tất cả các phiên bản còn lại các bạn ạ. Và mình cũng vào trang chủ của Honda nhé, mình xem cái giá bán đề xuất của bọn nó ấy. Thì cái thằng phiên bản tiêu chuẩn và cái phiên bản chìa khóa thường ấy thì nó có khoảng độ 30 triệu thôi các bạn ạ. Còn phiên bản cao cấp này, phiên bản cao cấp như này thì nó khoảng độ 31.899.000. Phiên bản đặc biệt nó chỉ đắt hơn có 2 triệu hơn là 33.273.000. Đấy là những cái con số nhỏ. Còn phiên bản cá tính này thì nó là 34.940.000 đấy các bạn ạ. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy cái giá bán hiện tại vẫn quá cao so với thực tế các bạn. Ít nhất thì nó cũng chỉ chênh lên một vài triệu thôi, chứ nó không thể chênh lên cả chục triệu đồng như thế này được. Quá cao các bạn ạ. Cho nên các bạn là mua để các bạn cứ cân nhắc và bình tĩnh chờ xem xe nó có giảm giá không nhé. Chứ mình thấy cái giá so với những cái gì các bạn mua được một cái xe này nó quá cao so với thực tế nhé các bạn nhé. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái dòng Vision cũng như là cái giá bán của Honda Vision 2022 ở cái thời điểm hiện tại là tháng 7 đây. Tất cả các bạn nào có thêm thông tin ý kiến gì thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên ấn một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.